Ok, và hãy chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Mirror Official đây. Trong video hôm nay thì rất đơn giản thôi mọi người. Đó à, thì mình làm lại một pha lồng tiếng thôi mọi người. Đó. Và đây là skin vào ngày Noel của mình đó. Mọi người thấy thế nào, đẹp không? Quá là đẹp luôn như. Rồi ok, vào thôi. Thì đây là map trong gì ta, mát trong 1.17 của mình đó. Hiện tại thì cái loại Minecraft này vẫn chưa cập nhật đấy mọi người ạ. Đó, mình không hề bật sáng tạo nhờ. Đấy, căn nhà khoáng sản của mình. Giờ thì mình sẽ bắt con bò này đi nhờ. Hiện tại mình đang ốm á mọi người, nên hơi ho nhiều nhờ. Vào đây con bò kìa, vào đây. À, vào đây đi qua đằng này, đi vào đây, đúng rồi, hợp lý rồi, đi vào. Giờ mình sẽ đóng cửa, mình sẽ đi bắt thêm bò. À, thì cái skin này thì mình lấy trên mạc à, thì mình vẽ lại thành giống skin gốc của mình thôi đó, cả mình vẽ thêm cái mũi là để cho nó thành một cái skin cho mùa đông ha. Đó. Có khăn choàng hẳn hoi. Ok. Vốn dĩ mình được làm ngắn thôi chứ ai ngờ giờ đâu vô được thế này thì làm thế này thôi. Nói thật chứ cái này mình không hề bật sáng tạo hay gì nha mọi người. Đầu kim cương với cả căn nhà khoáng sản kia của mình đều sinh tồn hết. Nhưng được cái là mình không mình toàn chơi ở chỗ bình yên thôi, cho nên đầu mới được nhiều hết. Chứ mà chơi trong chỗ có quái thì phải nói độ chết của mình nó rất là nhiều luôn. Rồi mình sẽ lấy một chút mía nhỉ, làm thêm cái bàn enchant đó, làm bàn enchant. Đây là một cái map cũng khá là ok với mọi người ạ. Giờ ý ơi, toàn ho không à. Mình mà không tắt cái đấy thỉnh thoảng nó cứ giật giật lát lát kiểu gì không mọi người. Giống như kiểu mình bắt được wifi hay là mạc của ai á, đó. Cho nên bắt buộc mình phải tắt. Không tắt không được, đó. Đây. Giờ mình sẽ chế thêm cái bàn enchant. À giấy trước chứ, nhầm. Mọi người thông cảm nha. Và mình mong sao các bạn có thể ủng hộ mình, giúp mình sớm đạt được 100k sub nha mọi người. 100 người đăng ký đó. Úi dồi, đầu mình nhìn enchant cho nó sướng mắt thế thôi chứ yếu lắm mọi người ạ. Không biết vào đông rồi, không biết là mọi người trên kênh của mình có ai có người yêu chứ ta. Mình thì vẫn FA mọi người ạ. Mùa đông thế này chắc sướng cho những bạn nào mà có người yêu ha. Mình FA nên buồn quá mọi người ơi. Ngọc Lục bảo là mình kiếm được cũng khá là ít. Dân làng thì trốn hết rồi, không có ai ở trong cái ngôi làng này luôn. Nên có đúng mỗi mình và một anh golem. Anh golem thì cũng trốn luôn à, hình như vẫn ở trong cái làng nhưng mà không biết ở chỗ nào thôi mọi người. Đây, cứ ngoáy đi ngoáy lại cái này. Đây gấu, đó, mình chơi một chút gấu. Chắc khi nào rảnh thì mình sẽ làm về cái xương xương về
1.17 này mất mọi người ạ. Tôi chơi 1.17 đi đào khoáng sản nó dễ mọi người. Nó cũng không quá khó. Tại vì hang nó hẹp dễ thấy nữa. Suy ra hang càng to càng dễ chứ ta. Nhưng mà mình lại thích hang hẹp nha. Không biết mọi người thế nào chứ. Mình hang càng hẹp lại càng thích. Đấy. Hang to quá thì mình cũng không thích mọi người. Như kiểu 1.19 hay 1.18 gì đâu. Thích thì vẫn thích thôi nhưng mà nó kiểu gì không người, không quen đâu kiểu thế. Sang 1.20 mình nghe nói sẽ có nút di chuyển mới về PE này, hay casting này, đó casting cũng sẽ thay đổi theo PE. Nói chung là PE thay đổi cái gì thì casting thay đổi thế mọi người ạ. Đó. Thì mình chỉ tiếc là casting nó có mấy cái à máu này, thanh máu với thanh thức ăn này, nó không, họ không cho xuống mọi người. Nó vẫn ở trên như cái này này đó. Mình khá là tiếc cho đó luôn. May ra họ làm cho xuống thì chơi nó còn dễ được. Mọi người nhỉ? Rồi, cuối cùng nó được cái mầm. Trời ơi. Mình trồng rất nhiều mà chỉ ra vài cái cây như thế này thôi. Rồi, hai đập hai block cỏ ra một cái hạt giống đó. Kiểu gì nó lâu chứ chạy. Đây, cho mọi người ngắm lại lần nữa này, đó. À, với cả mình cũng vẽ thêm một cái skin nữa để cho chào mừng năm mới mọi người ạ. À, khi nào tới Tết thì mình sẽ mặc cái skin đó ha. Đó. Skin gốc của mình sẽ để vào những kiểu gì ta, những kiểu mùa hè này đó, những mùa mà mùa xuân hay mùa đông như thế này thì có skin kiểu khác đó. Này có quả mùa ông già Noel là thôi nha đó. Trời ơi, chắc mình sẽ ít nói hơn luôn quá mọi người. Chung là nó mình ốm thỉnh thoảng nó ho á mọi người. Ok, video của mình đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye.